Quý vị, đây là hình ảnh hàng trăm thanh niên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và cả các tỉnh miền Tây điều khiển các xe máy độ chế đến một quán cà phê trên đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tụ tập để giao lưu. Ngay sau đó, lực lượng chức năng xuất hiện đồng loạt kiểm tra xe. Công an quận Bình Tân đã đưa hơn 100 xe máy có dấu hiệu thay đổi kết cấu, độ chế phần khối lớn, không có giấy tờ về trụ sở để xem xét xử lý hành chính. Ngày 2 tháng 10, hàng trăm thanh niên từ các tỉnh miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh chạy xe máy nẹt bô in ổi, tụ tập tại quán cà phê trên đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Trước đó, họ có hẹn đến đây để giao lưu xe độ. Lực lượng chức năng xuất hiện yêu cầu nhóm này giải tán và đồng loạt kiểm tra xe. Công an quận Bình Tân đã đưa hơn 100 xe máy có dấu hiệu thay đổi kết cấu, độ chế phần khối lớn không có giấy tờ về trụ sở để xem xét xử lý hành chính. Bộ Công an từng chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với cảnh sát giao thông điều tra từng nhà, từng phương tiện, trong đó có các xe độ chế. Thông tin này sẽ được cung cấp cho cảnh sát giao thông để giám sát, ngăn chặn hành vi tụ tập đua xe trái phép gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự. Dịp lễ 30 tháng 4 và 2 tháng 9 vừa qua, công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra hàng loạt lò độ xe, phát hiện và xử lý hàng trăm xe vi phạm.